Hi, chào mừng bạn quay trở lại với Bài học thành công và sóng đều đặn vào 7 giờ tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Bạn có thể học cách làm video giống Nhất Minh theo đường link để phần mô tả phía dưới video này. Bạn có biết Jack Ma từng là một giáo viên tiếng Anh với mức lương khoảng 12 đô la Mỹ, tương đương với 260.000 đồng một tháng trước khi trở thành ông trùm của doanh nghiệp tỷ đô Alibaba? Dáng người gầy gò, tướng mạo xấu xí, kết quả môn toán bết bát, hai lần thi trượt đại học nhưng chưa bao giờ bằng lòng với cuộc sống thực tại. Trong một lần tình cờ tiếp xúc với máy tính, tìm hiểu về Internet, ông kiên quyết bỏ công việc làm công ăn lương để gây dựng sự nghiệp. Hiện nay, ông được thế giới biết đến nhiều nhất như là người sáng lập của website thương mại quốc tế nổi tiếng nhất Trung Quốc, Alibaba. Dù mù tịt về máy tính, nhưng ông đã viết nên một huyền thoại về thương mại điện tử được cả thế giới vinh danh. Tổng giá trị tài sản ngày nay ước tính lên tới 39,9 tỷ đô la Mỹ. Nếu bạn có ý định khởi nghiệp, thì 10 bí quyết khởi nghiệp từ ông trùm Alibaba Jack Ma sau đây sẽ là 10 bài học quý giá giúp bạn khởi nghiệp thành công. Ngồi cho chắc nhé! 1. Cần chuẩn bị trước kỹ năng và biết đón nhận những cơ hội của trường đời. Từ nhỏ, Jack Ma đã là một học sinh có năng lực yếu, đặc biệt là môn toán. Jack Ma gần như phải rất vất vả mới có thể hoàn thành 3 cấp học phổ thông. Nhưng đại học gần như là chuyện quá xa vời với cậu, ngay cả gia đình cũng không trông đợi gì. Jack Ma thi đại học tổng cộng 3 lần, cả 2 lần đầu đều trượt. Đến lần thứ 3 với điểm số 79 môn toán, Jack Ma chính thức đỗ vào hệ tại chức của Đại học Sư phạm Hàng Châu. May mắn là vào năm đó, lượng sinh viên đỗ vào hệ chính quy của ngành Anh văn Đại học Sư phạm Hàng Châu không đủ chỉ tiêu. Lãnh đạo khoa quyết định chọn những sinh viên đỗ điểm cao hệ tại chức sang học chính quy, trong đó có Jack Ma. Jack Ma tuy rốt toán nhưng lại rất giỏi Anh văn và đại học với anh như cá gặp nước. Sau khi tốt nghiệp, Jack Ma được giữ lại làm giảng viên, là người duy nhất được giữ lại trong số 500 sinh viên tốt nghiệp năm đó. Vì vậy, đây là lý do bạn phải học tiếng Anh. Bạn có thể học tiếng Anh miễn phí tại kênh YouTube 100 English của Admin. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Admin nữa nhé! Sinh ra chưa được nói tiếng Anh không phải là lỗi của bạn, nhưng chết đi trong thời kỳ hội nhập mà không nói được tiếng Anh thì đó là lỗi của bạn. Thứ hai, kiên trì. Jack Ma với câu nói rất nổi tiếng: hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn, nhưng ngày kia sẽ là ngày tươi sáng. Nhưng đa số chúng ta lại chết ở tối ngày mai và chẳng thể nhìn thấy ánh hào quang của ngày kia. Bởi vậy, làm bất cứ việc gì cũng cần kiên trì, Jack Ma nói. Không bỏ cuộc cũng là nguyên nhân cốt yếu đưa Jack Ma đến với Internet. Trong một lần đi làm dịch thuật cho một công ty tại Mỹ, sau vài ngày làm việc và nhận ra một số bất thường, Jack Ma mới hay đó là một công ty lừa đảo. Họ bắt Jack Ma cùng cấu kết để lừa gạt công ty tại Trung Quốc. Để tìm cách thoát thân, Jack Ma giả vờ cộng tác và lấy cớ về nước khảo sát thị trường Internet ở Trung Quốc. Sau khi thoát thân, Jack Ma đã thực hiện một quyết định lịch sử. Thay vì bay thẳng về Hàng Châu, anh lại lên đường đi Seattle và tìm hiểu về Internet. Đó cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc với khái niệm website. Tại đây, website của công ty dịch thuật Hải Bắc được lập ra và giúp Jack Ma nhận ra tiềm năng vô cùng lớn khi phát triển ngành Internet ở Trung Quốc. Ngay sau khi về nước, anh đã lập nên một đội ngũ nhân sự và kể cho họ nghe về lý tưởng mới của mình. Đó cũng chính là nguyên nhân cho sự ra đời của ChinaPage, trang vàng Trung Quốc. Trong thời gian đầu, anh phải đi thuyết phục từng người để công ty của họ xuất hiện trên ChinaPage, đôi lúc còn bị cho là lừa đảo. Dần dần, các công ty xuất hiện trên ChinaPage càng được nhiều khách hàng biết đến. Đến năm 1997, doanh thu của ChinaPage đạt 7 triệu nhân dân tệ. Con đường của Jack Ma cũng càng ngày càng hanh thông. Nhưng Internet tại Trung Quốc là một thị trường màu mỡ được nhiều bên dòm ngó. Thế độc tôn của ChinaPage cũng nhanh chóng chấm dứt khi ngày càng có nhiều đối thủ nhảy vào cuộc chơi. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, cuối cùng Jack Ma rời khỏi ChinaPage và dẫn theo các cộng sự bắc tiến để tìm cơ hội mới. Sau một thời gian đến Bắc Kinh, Jack Ma và các đồng sự đều có công việc tốt tại Bộ Ngoại thương. Những tưởng ai cũng sẽ yên vị dưới bóng mát của chính phủ, nhưng một lần nữa, Jack Ma lại quyết định quay về Hàng Châu lập nghiệp. Trong lần trở về lịch sử này, Jack Ma và 17 người đồng sự của mình đã khai sinh ra website thương mại điện tử bậc nhất Trung Quốc, Alibaba. Thứ ba, triết lý khởi nghiệp: người đi chân đất không bao giờ sợ sỏ giày. Khi thành lập Alibaba, Jack Ma đã xác định 3 mục tiêu. Thứ nhất, xây dựng một công ty thương mại điện tử có thể tồn tại 120 năm. Thứ hai, xây dựng một công ty thương mại điện tử phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ ba, xây dựng một công ty thương mại điện tử nằm trong top 10 trang web lớn nhất toàn cầu.
đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Alibaba từ khi thành lập đến tận ngày hôm nay. Nếu đa phần mọi người nghĩ làm ăn lớn là phải hướng đến những con cá voi, tức là những doanh nghiệp lớn với thực lực hùng hậu, thì Jack Ma lại tập trung vào những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với anh, doanh nghiệp vừa và nhỏ giống như những viên cuội nhỏ trên bãi đá, và Internet thì giống như xi măng. Những viên cuội được gắn kết bằng xi măng sẽ vô cùng chắc chắn. Lý tưởng đó của Jack Ma hình thành từ những hiểu biết và dự đoán của anh đối với tình hình phát triển Internet tại Trung Quốc. Trong khi nhiều người hoài nghi về khả năng thành công của Alibaba, Jack Ma vẫn luôn kiên định với niềm tin của mình. Năm 2003, anh đặt ra mục tiêu Alibaba phải đạt lợi nhuận 100 triệu nhân dân tệ. Và thời điểm đó, đây là một con số mà không phải ai cũng dám mạnh miệng tuyên bố. Đến cuối năm, con số tưởng chừng bất khả thi này đã được hoàn thành vượt kỳ vọng. Năm 2004, anh đặt chỉ tiêu cao hơn, mỗi ngày doanh thu phải đạt 1 triệu nhân dân tệ. Năm 2005, Jack Ma nói một ngày Alibaba sẽ nộp thuế 1 triệu nhân dân tệ. Nhờ vào niềm tin của người đứng đầu và cả một tập thể, tất cả những mục tiêu trên đều được hoàn thành xuất sắc. Thứ tư, triết lý cơ hội. Chưa rõ ràng mới là cơ hội thật sự. Nếu một phương án được 90% số người đánh giá là tốt, chắc chắn tôi sẽ quẳng nó vào xọt rác. Vì phương án được đánh giá cao như vậy, tất nhiên cũng có nhiều người đang thực hiện. Cơ hội nhất định sẽ không dành cho chúng ta, Jack Ma nói. Năm 2003, Jack Ma quyết định đầu tư 100 triệu nhân dân tệ thành lập Taobao. Thông tin này như một quả bom gây chấn động giới Internet, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng đó là quyết định mà Jack Ma có được sau nhiều năm tìm hiểu về thị trường giao dịch cá nhân trên Internet. Mục đích thành lập của Taobao là nhằm tạo ra một diễn đàn lành mạnh, nơi ai cũng có thể thực hiện ước mơ kinh doanh của mình. Có một điểm chung trong những hành động của Jack Ma là rất bất ngờ và quyết liệt. Và nếu có một cơ hội nào đó đang tồn tại lơ lửng, mờ ảo ngoài kia, nó sẽ lọt vào mắt của Jack Ma. Ngày 11 tháng 8 năm 2005, Alibaba mua lại toàn bộ tài sản của Yahoo Trung Quốc, đánh dấu lần sáp nhập lịch sử trong thị trường Internet của Trung Quốc. Thứ năm, luôn khám phá những điều mới mẻ và phải hiểu rõ những gì bạn đang làm. Mục đích của việc trở thành doanh nhân không nên đơn thuần chỉ vì bạn không muốn làm việc cho người khác. Bạn phải phát hiện được một cơ hội kinh doanh sẽ lấp đầy những khoảng trống thị trường. Đừng hỏi cơ hội ở đâu. Cơ hội chỉ tồn tại ở những nơi có vấn đề cần giải quyết. Hãy giải quyết vấn đề của mình. Các bạn sẽ có cơ hội. Tìm kiếm nhu cầu của thị trường và tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ có thể giải quyết được nhu cầu của thị trường. Năm 1995, khi Jack Ma đến Mỹ, ông thử tìm kiếm với từ khóa bia. Ông tìm thấy bia Mỹ, bia Đức, nhưng không có bia Trung Quốc. Vì vậy, tôi tò mò, tôi tìm kiếm từ khóa Trung Quốc và tất cả các công cụ tìm kiếm đều không có kết quả nào về Trung Quốc. Chính điều này đã dẫn dắt ông xây dựng ChinaPage, một website trang vàng và đó là doanh nghiệp Internet đầu tiên của Jack Ma. Với mẹo này, Jack Ma đã kiếm được 350 triệu đồng trong một tháng. Thứ 6. Tuyển những người thông minh và phù hợp. Jack Ma từng nói rằng, nếu bạn muốn giành chiến thắng trong thế kỷ 21, bạn phải để công việc này cho người khác, những người làm tốt công việc này hơn cả bạn. Điều này sẽ giúp bạn thành công. Là một ông chủ, bạn nên tìm kiếm các ứng viên thông minh hơn bạn và cũng phải phù hợp để xây dựng và mở rộng công ty. Trong một lần chia sẻ trên chương trình truyền hình, Jack Ma cho biết, khi cần thuê nhân viên, bạn nên tìm đúng người, tùy thuộc vào nhu cầu và quy mô công ty của bạn. Khi công ty của bạn ở quy mô nhỏ như một chiếc máy kéo, nếu bạn thuê những chuyên gia bậc thầy sở hữu động cơ máy bay Boeing 747, thì máy kéo, công ty của bạn sẽ bị phá nát ngay khi động cơ khởi động. Vì vậy, đừng tìm kiếm một thiên tài gia nhập đội ngũ của bạn. Công ty nhỏ nên thuê những người thông minh và có năng lực phù hợp. Thứ 7. Học hỏi từ thất bại của người khác. Thông thường, chúng ta chỉ tập trung vào mặt hào nhoáng của những người thành công mà vô thức quên đi rằng họ cũng đã phải trải qua những thất bại và những sai lầm. Bên cạnh việc học hỏi lời khuyên và bài học thành công từ các doanh nhân thành công, Jack Ma cho rằng ngay cả những sai lầm cũng rất đáng để học hỏi. Ông cho hay, rất nhiều người thất bại cũng vì cùng một lý do. Nếu bạn biết lý do tại sao người khác thất bại và học hỏi từ đó, bạn có thể thành công. 8. Luôn luôn suy nghĩ về sự đổi mới, không mù quáng mua lại doanh nghiệp. Người ta thường hay so sánh Steve Jobs và Jack Ma. Cả hai đều từng bỏ học và cả hai đều phát minh ra những công nghệ làm thay đổi cuộc chơi và họ nhìn ra được điều đó trước các đồng nghiệp khác. Đối với Steve Jobs, đó là máy tính cá nhân và điện thoại thông minh màn hình cảm ứng, còn với Jack Ma là tiềm năng vô tận của Internet. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Jack Ma đã chia sẻ điều này khi được hỏi về việc mua lại eBay. Thứ nhất, tôi không biết liệu họ có bán hay không. Và thứ hai, chúng ta phải nghĩ tới một điều.
Làm kinh doanh không đơn giản là chỉ mua vào, bạn phải tạo ra một thứ gì đó. Bạn phải tạo ra một thứ gì đó mà chưa bao giờ tồn tại, cho tương lai. 9. Chấp nhận mạo hiểm. Jack Ma khởi nghiệp với doanh nghiệp Internet đầu tiên của mình là ChinaBase. Đó là thương vụ đầu tư thất bại của ông. Việc kinh doanh kéo dài trong khoảng 1 năm. Cuối cùng, Jack Ma mất quyền kiểm soát với ChinaBase và công ty đứng trước áp lực phải liên doanh với China Telecom. Mặc dù một số người có thể coi việc này là một thất bại, nhưng đó là một sự mạo hiểm có tính toán của Jack Ma, và đó là một kinh nghiệm đáng để học hỏi. Tuy nhiên, điều này không áp dụng với mọi thất bại và mọi sự mạo hiểm. Một vài sự mạo hiểm quả thực không đáng và thậm chí có thể dẫn đến phá sản. Những người giàu tham vọng đều biết rằng các doanh nhân lớn có thể xác định sự mạo hiểm nào là ngu ngốc và sẽ giảm thiểu chúng xuống mức thấp nhất. Có rất nhiều cách để làm điều này, chẳng hạn như nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường và cơ hội sẵn có, rèn luyện sự kiên nhẫn và tránh hành động một cách bốc đồng, tin vào trực giác và có một bản kế hoạch dự phòng để bảo vệ công việc kinh doanh của bạn. 10. Chìa khóa thành công nằm ở thế hệ trẻ. Bạn có đang còn trẻ khi xem video này? Chúc mừng bạn! Với bất kỳ một doanh nghiệp nào, việc lập kế hoạch là việc thiết yếu và là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi lập ra kế hoạch cho tương lai là nhu cầu mong muốn của khách hàng. Và khi mà hầu hết các doanh nghiệp hiện đại đều đang phục vụ cho thế hệ trẻ, vậy thì ai sẽ hiểu rõ hơn về cách định hình doanh nghiệp hơn chính thế hệ trẻ đây? Giống như một chiến lược gia, Jack Ma hiểu rõ rằng thế hệ Internet sẽ là chìa khóa để dẫn dắt một công ty đi tới thành công và cho rằng các doanh nghiệp nên dùng đòn bẩy này. Thế hệ trẻ luôn giỏi hơn so với các thế hệ trước đó. Ông cũng thừa nhận rằng mặc dù ông giỏi hơn so với cha mình, nhưng con ông hiện giờ còn giỏi hơn ông. Nếu bạn muốn công ty bạn luôn đổi mới, nếu bạn muốn công ty bạn nắm giữ được tương lai, giữ vững tầm nhìn, hãy dựa vào những người trẻ tuổi. Bạn đang ở thời kỳ hội nhập, người người khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp. Có nhiều câu chuyện thành công, song cũng có vô số người sấp mặt. Vì thế, học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp của những người đi trước là rất cần thiết. Còn bây giờ, chính là lúc bạn viết nên câu chuyện thành công của chính mình. Bài học thành công, chúc bạn khởi nghiệp thành công. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.